Hỏi lão tổ tông, đã thăm dò được rồi là cha con Trương Hoa không nói sự thật, sợ tội bỏ trốn, bây giờ đã không biết đi đâu. Quan phủ biết được chuyện này cũng không truy cứu, xem như đã xong. Đây thì tốt rồi, để chúng ta khỏi nhọc lòng. Các người vào đây đi. A Di Đà Phật, xem như con đã được toại nguyện. Con cũng thật là nhân từ. Trong lòng Thượng Thư nghĩ, nếu nhất định tìm Trương Hoa đưa Nhị Thư đi, lỡ như Giả Liễn trở về lại bỏ thêm chút tiền đón cô ấy đi, Trương Hoa chắc chắn sẽ nghe. Chi bằng không cho Nhị Thư đi, sống chung với mình, vậy thì ổn thỏa hơn. Nhưng mà Trương Hoa bỏ đi không biết tung tích, nếu hắn ta nói chuyện này với người khác, hoặc là sau này tìm ra manh mối lật lại vụ án, vậy chẳng phải tự mình hại mình. Trước tiên không nên đưa dao cho người ngoài nắm đằng chui như vậy. Cho nên hối hận đã muộn, lại muốn tìm ra một cách khác, lệnh cho Lai Dượng ra ngoài tìm hắn về, vu cáo hắn là trộm, hoặc là kiện hắn cho hắn tội chết. Còn không thì âm thầm cho người thủ tiêu, chắc chắn phải khiến Trương Hoa chết để diệt cỏ tận gốc, giữ được danh dự của mình. Phu nhân, Lai Dượng nhận lệnh ra ngoài, về nhà nghĩ kỹ, người đi là hết chuyện, cần gì phải lớn chuyện như vậy. Mạng người rất lớn, đâu phải trò đùa. Vì vậy đã trốn bên ngoài vài ngày, rồi về báo với Phượng Thư, chỉ nói Trương Hoa cầm một ít ngân lượng bên mình. Ngày thứ ba bỏ trốn, bị bọn cướp đánh đến chết, vào canh năm ở ngay ngoài cửa thành. Làm gì có chuyện trùng hợp dữ vậy? Khó khăn lắm tiểu nhân mới dò hỏi ra được, mới biết là cha của hắn sợ quá chết trong quán trọ, người ở trong nha môn hiện đang xét nghiệm tử thi. Nếu như người dám nói dối, ta sai người điều tra ra được, sẽ đánh gãy chân người. Phu nhân, nếu con nửa câu gian dối, đánh chết cũng không oan. Từ đó Phượng Thư không còn truy cứu nữa, vô cùng hòa nhã với Du Nhị Thư, còn thân hơn tỷ muội ruột gấp 10 lần. Đến ngày Giả Liễn xong việc trở về, đã về tân phòng. Ủa, họ đi đâu hết rồi? Nhị gia không biết sao, cậu vừa đi vài ngày, vị phu nhân đích thân đưa người qua đón phu nhân ở đây đi rồi, nói là đã sắp phòng ở trong phủ nhà đó, mời bà ấy qua ở. Không xong rồi, Giả Liễn bắt buộc phải đến gặp Giả Xá và mà Hình phu nhân, nói là mình đã trở về. Giả Xá vô cùng vui mừng, khen hắn có tài, thưởng cho hắn 100 lượng bạc, lại tặng một nha hoàn 17 tuổi ở trong nhà có tên là Thu Đồng để làm thiếp cho hắn. Chàng đã gặp lão gia chưa? Đã gặp rồi, lão gia vui mừng thưởng Thu Đồng cho ta rồi, bây giờ đang ở bên ngoài đó. phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Trong lòng Phượng Thư, gai này chưa nhổ lại bỗng dưng mọc lên gai khác. Tôi sẽ đưa Thu Đồng đuổi muội đi gặp lại Thái Thái và Thái Thái. Chị cha, đi thôi. Thu Đồng tưởng rằng mình do Giả Xá ban tặng, không ai dám làm gì mình. Ngay cả Phượng Thư và Bình Nhi, cô ta đều không xem ra gì, huống hồ gì tới Du Nhị Thư. Giang Diếu trước mới cưới về, không có người nào muốn lấy, vậy mà dám vượt mặt của tôi. Cho cô biết, người với ta không dễ ức hiếp đâu. Nếu cô mà chọc đến tôi sẽ cho cô biết phải trả cái giá gì. Phượng Thư nghe được mừng thầm. Hồi
ly tinh. Du Thị nghe được trong bụng xấu hổ và tức giận. Tỷ tỷ có nghe thấy? Mười không cần nói nữa. Mười ở nhà đại lão gia đã bị chiều hư rồi. Tỷ cũng không dám nói gì. Có vài câu này tỷ không biết là có nên nói hay không. Chúng ta như tỷ mùi ruột, có gì phải ngại. Tỷ tỷ cứ việc nói ra đi. Thanh danh của mùi mùi có tốt đẹp không? Ngay cả thái thái và lão thái thái biết lúc mùi mùi còn là nữ nhi trong nhà đã không trong sạch, lại cùng tỷ phu có chút qua lại. Hôm qua nghe người ta nói kẻ không ai cần thì đã đón về, chứ bỏ người này đã tìm người khác. Tỷ nghe được câu này phẫn nộ vô cùng, điều tra xem ai nói. Nha hoàng gia đình nói rất nhiều người biết chuyện, không tra ra được ai. Đúng là anh nói lung tung. Ngày tháng vẫn còn dài, mặc kệ bọn người này nói sao cũng được. Người tội nghiệp là tỷ, bỏ ra bao nhiêu công sức mà bị một con cá chết phá hỏng. Tới nỗi cơm của phu nhân để ở đâu? Bây giờ trong phòng để ta ăn. Mấy hôm nay sức khỏe không tốt, không ăn với mùi được. Chủ tử người ta thì có thể diện, kẻ làm nô tài cũng được thơm lây. Chủ tử của chúng ta hả, là người không biết xấu hổ. Cọng cỏ không treo nổi miếng đậu phụ, kẻ làm nô tài mới nhìn sắc mặt người ta, bị người ức hiếp, trong lòng còn không hay biết. Rõ ràng người ta đã ghét bỏ mình mà còn dát cái mặt qua đó để cho người ta hiếp đáp nữa. Phượng Thư đã giả bệnh, không dùng cơm với nhị thư nữa. Hằng ngày chỉ sai người mang cơm tới phòng của nhị thư. Cơm canh đó toàn là thứ không ăn được. Bình Nhi không chịu được, tự mình lấy tiền mua thức ăn cho nhị thư. Hay là chúng hoặc ta là có khi chỉ nói là hẹn ra đi giường chơi, trong phòng bếp ngoài giường nấu cơm canh khác cho nhị thư ăn. Cũng không ai dám nói với Phượng Thư. Chỉ có Thu Đồng tình cờ bắt gặp, bèn đem việc này nói với Phượng Thư. Danh tiếng của phu nhân đã bị ả Bình Nhi làm hỏng hết rồi. Tỷ xem, cơm ngon canh ngon như vậy mà lại không ăn, cứ đi ra giường mà ăn lén lút. Bình Nhi, thường ngày ta nói với cô ra sao, trong lòng cô đâu phải không biết. Người ta đưa mè để bắt chuột, mè của ta thì bắt gà. Bình Nhi không dám nói nhiều, từ đó cũng tránh xa nhị thư. Trong bụng hận Thu Đồng nhưng không thể nói. Giả Liễn khi về nhà nhìn thấy Phượng Thư hiền thục cũng không để ý gì. Từ bao lâu nay nha hoàn thê thiếp của Giả Xá rất nhiều, Giả Liễn luôn có ý đồ không tốt, chỉ là chưa dám ra tay. Ngày nay bọn người Thu Đồng đều chê chán lão gia tuổi già sức yếu, tham nhiều nuốt không trôi. Thu Đồng có ý với Giả Liễn từ lâu, chỉ là chưa có dịp. Thiên duyên tác hợp, nay được gả vào, hai người như lửa bùng cháy, như keo như sơn, mê mẩn tâm hồn, ngày nào cũng không thể tách rời. Tình cảm của Giả Liễn dành cho nhị thư cũng dần dần phai nhạt, chỉ còn biết một mình Thu Đồng. Phượng Thư tuy hận Thu Đồng, nhưng mà cũng mừng vì hất hủi được nhị thư. Vì vậy tương kế tự kế, dùng cách mượn đao giết người, ngồi nhìn họ đấu nhau. Đợi Thu Đồng loại bỏ được nhị thư, rồi sẽ đích thân loại bỏ Thu Đồng. Ý định đã quyết, nên lúc vắng người thường khuyên bảo Thu Đồng. Muội muội, ừ.
Muội muội, muội còn gì không hài lòng nữa chứ? Muội đang hận ả tiện nhân đó, sao chuyện gì cũng xảy đến với muội hết vậy? Muội muội đừng lớn tiếng như vậy chứ. Muội còn trẻ nên không hiểu chuyện. Ả bây giờ là phu nhân Nhị Phòng, là người Nhị gia yêu, ngay cả tỷ tỷ cũng phải nhún nhường. Nếu muội ganh ghét ra mặt, vậy chẳng phải tự tìm cái chết? Tỷ tỷ là người yếu mềm, hiền hậu nhu nhược, muội thì không làm được. Tỷ tỷ khoan dung độ lượng, nhưng muội là người bụng dạ hẹp hòi. Muội phải cho ả dâm phụ đã biết là muội có bản lĩnh gì. Muội muội, chị giỏi giả ngơ, đang yên lành mà cứ như đưa ta. Trong bụng quyền rủa tôi với Nhị phu nhân chết sớm, để cho Nhị gia ta một lòng một dạ với mình. Du Nhị Thư vốn là người dáng hoa da tuyết, bụng dạ lương thiện, làm sao chịu nổi sự dày dò này. Nhưng vì hứng phải sương đêm nên đã mắc bệnh, tay chân rã rời, không buồn cơm nước. Tí tí càng ngày càng ốm đi. Đêm đến vừa chợp mắt thì thấy tiểu muội mình đây, tay cầm thanh kiếm Nguyên Ương. Muội muội, tỷ tỷ, muội muội, tỷ tỷ, con người tỷ cả đời luôn mềm yếu như vậy, cho nên phải khổ sở. Đừng tin vào những lời đường mật đó, bên ngoài hiền lương, trong bụng gian xảo. À chỉ muốn đưa tỷ vào con đường chết. Nếu như muội còn sống thì sẽ không cho tỷ vào đây, nếu đã vào đây cũng không để ả làm như vậy. Bây giờ chúng ta đã âm dương cách biệt, nói những chuyện này để làm gì? Chuyện này cũng khó trách. Trước đây chúng ta thân không trong sạch, khiến người ta chê bai coi thường mình, cho nên bị quả báo. Đây là số của chúng ta, tỷ cam chịu? Muội không cam lòng. Chúng ta người sống kẻ chết, chứ không thể cho ả được như ý nguyện. Tỷ nghe muội, đàm chiến này giết chết ả ta, rồi cùng nhau đi tới cảnh ảo để nghe phán xét. Nếu không, tỷ sẽ mất mạng thật oan uổng, mà không ai thương tiếc tỷ. Muội muội, cuộc đời tỷ không còn danh dự, quả báo hôm nay là điều đương nhiên, sao lại còn phải đi giết người? Cứ để tỷ nhẫn nại, nếu trời thương tình cho tỷ khỏe lại vậy thì đã đủ lắm rồi. Tỷ tỷ, tỷ đúng là khờ dại. Xưa nay lưới trời lộng lộng, tuy thư khó thoát, thiên lý báo ứng, tuy tỷ tự biết hối cải, nhưng đã khiến huynh đệ phụ tử người ta đam mê cùng một thân xác, ông trời đâu để tỷ được sống yên? Nếu không được sống yên cũng là điều đương nhiên, tỷ không oán than. Đáng thương chị tỷ muội chúng ta, không thể ngốc đồ vậy. Du Nhị Thư tỉnh lại thì ra là mơ. Giả Liễn nghe tiếng vội đến xem sao. Nhị gia, chàng đến rồi sao? Nhị Thư, là ta đây. Sao nàng lại như vậy? Có phải bệnh không? Nàng cứ yên tâm, ta nhất định mời đại phu tới chữa khỏi bệnh cho nàng.
Bệnh thì không sao, chỉ có điều tiếp đến nửa năm đã mang cốt nhục của chàng. Hả? Nhưng không biết là trai hay gái. Sao ta không hay biết? Nhị phu nhân có biết không? Thiếp không nói với ai. Ông trời thương tình cho thiếp sinh ra thì tốt, nếu không thương mạng của thiếp còn khó giữ, huống hồ là nó. Nhị gia, chúng ta đã là phu thê, thiếp chỉ mong sinh một con trai báo ơn đức của chàng. Tất cả là tại ta mà. Bị ả ác thê đó lừa gạt ta như vậy, từ trên xuống dưới ả không lộ ra chút gì xấu xa. Ta cứ tưởng ả đổi tính rồi chứ. Đều là tại ta thiếu sáng suốt. Đã mời Dương Thái Y tới chưa? Muội đi thăm dì tư, thăm hỏi cho rõ ràng suốt cuộc mấy tháng rồi có phải con trai không, sợ mang qua một ít thuốc dưỡng thai. Hãy chọn loại tốt nhất, đừng có lơ là đó. Ai ngờ Dương Thái Y cũng đã bận lo việc trong quân doanh để về kiếm chức quan cho con. Bọn gia đình ra ngoài mời một thái y họ Hồ tên Quân Vinh về nhà. Nếu là thai khí, mạch máu phải chạy rất mạnh, nhưng mộc thịnh thì sinh quả. Kinh mạch không đều cũng là do căn mộc gây ra. Tôi xin mạn phép, xin dĩ phu nhân cho tôi được xem mặt, để tôi quan sát khí sắc rồi mới kê đơn. Mà mau vén rèm lên để thái y xem thử sắc mặt của dĩ phu nhân. Hồ Quân Vinh vừa nhìn thấy, hồn phách như bay lên 9 tầng mây, cả người ngây dại không còn biết gì. Sao rồi, rốt cuộc là sao? Chúng ta ra ngoài rồi. Giả Luyện đưa hắn ra ngoài hỏi việc xem sao. Hồ thái y nói không phải thai khí, chỉ là khí huyết ứ động, bây giờ chỉ phải làm tan máu động và thông kinh mạch thôi. Vì vậy đã kê một phương thuốc rồi bỏ đi về. Ta đau quá. Dĩ phu nhân đã ngất đi. Dương Nhị Thư uống thuốc của Hồ thái y. Lên, bây giờ dĩ phu nhân đã ngất đi rồi. Sao các ngươi còn đứng đó, không mau đi gọi thái y đến. Một cái thai bé trai đã thành công bị sảy mất, vì vậy máu chảy không ngừng. Nhị Thư liền hôn mê bất tỉnh. Giả Liễn nghe nói mắng nhiếc Hồ Quân Vinh, một mặt cho người đi mời thái y chữa trị, mặt khác cho người đi xem mặt người Hồ Quân Vinh. Còn không ao được gọi thái y đó. Hồ Quân Vinh nghe tin dạ. Đã dọn phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Nhà chúng con không có nói dối, khó khăn lắm mới được một đứa, đã gặp phải tình đại phu bất tài như vậy. Nhị Tư đúng là số khổ, con đúng là số khổ. Biết được nhị Tư có tài, con rất là vui mừng. Ai ngờ đã thành ra như vậy. Con ta có bệnh, chỉ mong dung muội muội sức khỏe bình an, mang thai lần nữa sinh một đứa con trai. Con thành niệm Phật ăn chay trường, Bồ Tát xin nhận lời con. Bồ Tát, Bồ Tát xin nhận lời của con. Nàng đừng như vậy, nàng đã có lòng, Nhị Thư sức khỏe lại thôi. Nhị gia mệt mỏi cả đêm, đôi mắt đã sâu hơn nhiều rồi. Lão thái thái mà hỏi tới thì sẽ không hay đâu. Mà về phòng nghỉ ngơi đi, con tiếp chăm sóc Nhị Thư, chàng cứ yên tâm. Đi đi. Phu nhân đã tỉnh, cô hãy nghe lời tôi,
cố gắng dưỡng bệnh, mặc kệ ở đây tiện đó. Tỷ tỷ, từ khi tôi tới đây đều nhờ tỷ tỷ chăm sóc. Vì tôi mà tỷ tỷ không biết đã chịu bao nhiêu uất ức. Nếu như tôi có thể sống sót, sẽ đền đáp ân đức của tỷ tỷ. Chỉ e là không qua số kiếp, chỉ đành chờ tới kiếp sau. Nghĩ lại đều là do tôi hại cô. Tôi cứ tưởng một lòng trung thành, chưa giấu cô ấy chuyện gì. Khi nghe thấy chuyện cô bên ngoài, tôi đã nói cho cô ấy biết. Ai ngờ lại đã xảy ra chuyện này. Tỷ tỷ nói sai rồi. Nếu tỷ tỷ không nói chuyện này, tỷ ấy cũng thăm dò ra được thôi. Chẳng qua chỉ là tỷ tỷ nói ra trước. Huống hồ tôi cũng thật lòng muốn về đây. Có kết cục như vậy liên quan gì tới tỷ? Phu nhân, cô cố gắng nghỉ ngơi đi. Đêm đã khuya, tôi về phòng đây. Ngày mai sẽ đến thăm cô. Thì cứ yên tâm mà về đi. Xem ra ta bệnh thành như vậy, không được chăm lo, lòng lại tổn thương, chắc chắn không thể khỏi được. Hơn nữa thai đã mất, đâu còn hy vọng gì. Cơ gì phải chịu đựng như vậy? Chỉ bằng chết đi, vậy là hết chuyện. Nghe người đời nói, nuốt vàng cũng có thể chết được, so với việc thắt cổ tự tử sẽ nhẹ nhàng hơn. Không biết vàng nặng bao nhiêu, nhưng cũng nghiến răng nuốt vào trong bụng. Mấy lần bị nghẹn ở cổ, cuối cùng cũng nuốt được. Thank you.
Sáng sớm hôm sau được phát hiện, Du Nhị Thư ăn mặc chỉnh tề, nằm chết trên giường. Mọi người nghĩ Du Nhị Thư thực sự ôn hòa nhân từ, tốt hơn Phượng Thư. Bây giờ chết đi, ai cũng đau lòng Thư Nhị. Nhị Thư không dám có Phượng Thư nhìn thấy. Giả liễn trình với Dương Phu Nhân xin để linh cữu trong Lê Hương Điện 5 ngày, rồi đưa tới Thiết Tạm Tự. Càng để cho ta chung ngân lượng để ta làm tang lễ cho tử tế. Làm gì còn ngân lượng chứ, giờ này trong nhà rất khó khăn, chẳng có biết sao. Hôm qua tôi còn phải mang sợi dây chuyền vàng cầm được 300 lượng bạc, chẳng còn hỏi gì nữa chứ hả? Chỗ tiếp vẫn còn 20-30 lượng, chàng muốn thì cứ lấy đi. Giả Liễn không còn gì để nói, chỉ đành mở ngăn tủ của Dư Thị để lấy vàng ngọc của mình. Khi mở tủ ra không còn chút gì, chỉ còn vài trang sức vụn vặt và vài bộ y phục đã ngả màu, đều là những chiếc áo Du Nhị Thư thường mặc. Nhị gia, nhị gia, nhị gia, ở trong này có 200 lượng bạc. Là tôi đã lén lấy, tốt nhất cậu đừng có nói ra. Muốn khóc ra ngoài khóc bao nhiêu cũng được, khóc ở đây không hay đâu. Ngày ngày tăng nhân đạo sĩ làm pháp sự, Giả Liễn gọi cậu ấy tới, dặn là không được đưa vào Thiết Hàm Tự. Không còn cách nào, Giả Liễn đành đào một mộ huyệt phía trên mộ Tam Thư, chôn cất Nhị Thư. Hôm đưa linh cữu cũng chỉ có vợ chồng Dương Tính ở trong tộc và mẹ con Du Thị. Phượng Thư không hề lo tới để mặc cậu ấy lo liệu. Thấm thoát đã đến mùa xuân, Bảo Ngọc nhìn thấy Liễu Tương Liên xuất gia, Du Tam Thư rút kiếm tự sát, Du Nhị Thư nuốt vàng tự tử, Liễu Ngũ Nhi oan ức sinh bệnh. Chuyện này chuyện nọ liên tiếp xảy ra. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến, làm cho con người bần thần, một mình lẩm nhẩm như người mắc bệnh điên dại. Bọn tập nhân hoảng sợ nhưng không dám trình với Giả Mẫu, chỉ nghĩ cách làm cậu ấy vui. Vậy rồi sao? Cậu mau qua đó xem, hai nhân đầu xạ Nguyệt cái tình văn đang chọc kẻ phương quan kìa. Mau dậy đi. Dì gia dậy đi. Dậy đi dì gia. Dì gia dậy đi. Mau dậy đi. Chuyện gì vậy? Dậy đi. Thơ hay ở đâu chứ? Các tiểu thư đều đang ở tập Phương Đình, cậu đi thì sẽ biết. Tì báo lại với các tiểu thư, tôi sẽ tới ngay. Dạ. Qua đào nọ ngoài rèm gió liệm. Đây, mọi xem nay qua đào nở rất đẹp. Nhìn nè. Dì ca ca tới rồi. Tới rồi kìa, ở dì gia. Đông qua xuân đến, lại thêm một năm nữa. Hội thơ của mình đã bỏ một năm, cũng không ai đến góp vui. Bây giờ đúng lúc đã vào dịp đầu xuân, mọi dịp đều mới, hội thơ chúng ta nên bắt đầu lại mới được. Lúc làm hội thơ đang là mùa thu nên không xôn xao lắm. Bây giờ thật là hay, vạn vật vào xuân đều trở nên tươi tốt. Và bài thơ qua đào này lại hay, hay là chúng ta hãy đổi Hải Đường Thi Xã thành Đào Qua Thi Xã đi. Ý hay đó. Được đó. Bây giờ chúng ta hãy đến thăm vị đạo hương lão nông, mọi người đang cùng bàn về chuyện này đó. Được được, đi thôi. Là tỷ tỷ, nhìn qua đây. Ta muội muội nhìn kia. Qua đào nọ ngoài rèm gió điện, người trong rèm sớm biến điểm trang, trong ngoài chừng độ tức gan,
người đây qua đây lại càng gần. Xem qua mai lệ vơi vơi càng, lệ càng rồi xuân chán hoa buồn. Hoa buồn người cũng héo hon, hoa bay người lã chiều hôm còn gì. Bảo ca ca, huynh nghĩ bài này là do ai làm? Đương nhiên là do Tiêu Tương phi tử rồi. Là do muội đã làm đó. Huynh không tin, dần điệu giọng thơ này không giống thể thơ Hoành Du, cho nên không tin. Vậy để không tin sao? Không lẽ bài nào của Đỗ Công Bộ cũng là Hớm cúc tuôn rơi dòng lệ cũ hay sao? Còn có nhiều câu như mưa mai nở nụ hồng, cành lao trước gió dải xanh dài. Tuy là nói như vậy, nhưng mà để biết, tỷ tỷ sẽ không cho muội muội có những câu thê lương như vậy. Muội muội mặc dù có tài nhưng không chịu làm đâu. Không giống như Lâm muội muội đã từng ly tán, thường hay u buồn. Đang vào lúc đầu xuân, Sử Tương Vân buồn chán, nhìn thấy cành liễu đông đưa, bèn ra một câu đối mang đến Tiêu Tương Quán để làm đề tài thơ ca. Khi đang làm thơ, đột nhiên có một cánh diều bướm bướm bị mắc ở trên cành trúc. Ê, để nhận ra cánh diều này chính do Kiều Hồng cô nương ở phủ đại lão gia đã thả. Mau mau lấy xuống, mang qua cho cô ấy. Bảo cậu cẩn thận đó. Mau mang nó đi đi. Chúng ta cũng lấy diều của mình thả lên trời cho đỡ buồn, được không? Ý của muội rất hay. Được. Thì chúng ta đi thả diều. Đi thôi. Mày lên rồi. Đi thôi, đi thôi. Đẹp quá, nhìn coi. Đẹp quá, đẹp quá. Bọn nha hoàn nghe nói là thả diều, có người mang theo ghế cao, có người mang kéo và chỉ, có người thì cầm nan tre. Bay lên rồi. Diều của Khánh Xuân là đại phượng hoàng cánh yến, diều của Bảo Cầm là con dê. Bay lên rồi. Diều của Bảo Thoa kết thành bảy con nhạn, tất cả đều bay trên trời cao. Bảo Ngọc cũng mang theo diều mỹ nhân của mình đến. Bay rồi, đẹp quá. Đẹp quá, lên rồi. Mau thả lên, thiệt mau thả lên. Diều bay đi, cũng đã mang bệnh đi theo rồi. Nhìn kìa, đó là diều của ai vậy? Thật không biết diều của nhà ai nữa. Là diều của nhà ai vậy? Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Cũng vui lắm, không biết chữ hỷ đó là của nhà ai, vậy mà cứ đâm vào. Tiếc thật, không biết đã bay đi đâu rồi. Nếu rơi ở chỗ có người ở, trẻ con nhặt được thì còn may. Nếu rơi ở quan sơ hẻo lánh không người ở, huynh cũng buồn thay nó. Thả con của tôi luôn đi, để hai chúng nó được có bạn. Vì hôm nay là mùng 3 tháng 8, là ngày thọ bát tuần của Giả Mẫu, bắt đầu từ ngày 28 tháng 7 cho đến ngày mùng 5 tháng 8, Ninh Phủ, Dinh Phủ đều mở yến tiệc chiêu đãi công hầu quan lại thế giao, và các vị Dương Thái Phi cũng có lễ mừng. Thầy quân à, bà đã từng tuổi này mà sức khỏe vẫn còn tốt lắm. Hôm nay nhìn thấy con cháu đầy đàn, đúng thật là phần phước mà rất ít người có được. Điều lạ nhất là các tiểu thư của nhà họ không giống người khác. Nghe nói người nào cũng có thể làm thơ hội quả, đúng thật là giỏi giang. Mặc dù ta chưa từng gặp những tiểu thư này, nhưng mà ở trong cung cũng có gặp Giả Phi nương nương, có thể tưởng tượng được. Chúng nó đều còn rất trẻ, để cho nhị vị Dương Phi cười chê rồi. Thái Phi chưa biết, nhà họ còn một vị công tử mang ngọc, cũng thanh tú giống như các nữ nhi. Ta đã biết từ lâu. Thái quân à, sao không mời vào để ta gặp mặt? Hôm nay nó ở trong miếu,
niệm Bảo An Viên Thọ Kinh cầu phúc cho lão thân đó. Vậy còn các tiểu thư? Mấy tỷ muội chúng nó, đứa thì bệnh đứa thì yếu, là hay thẹn thục, cho nên đã bảo chúng nó trong nhà cho tôi rồi. Lão thân cũng có mời một tuồng hát đến đây. Mấy tỷ muội chúng nó đang ở nhà bên đó, cùng với các tỷ muội của nhà Dĩ Nương ngồi xem hát tuồng. Nếu đã làm vậy, hãy mời tới đây. Đi gọi Lâm muội muội, Sử muội muội, rồi thêm nhị vị tiểu thơ ở nhà Tiết Dĩ Nương. À, còn nữa, gọi thêm Tam muội muội đi theo qua đây. Dạ. Lão Thái Phi, các tiểu thư đã đến rồi. Mà tỉnh an như vị Dương Phi đi. Xin tỉnh an như vị Dương Phi. Đây là đứa cháu ngoại của lão. Đây là nhị vị tiểu thư của nhà bên Tiết Dĩ Nương. Còn đây chính là cháu nội của lão. Cô ở đây sao? Cô nghe ta đến mà cũng không ra. Còn đợi ta phải mời, ngày mai ta sẽ tìm Thúc Thúc cô hỏi tội. Còn đây là Tam Gia Đồng. Ánh mắt lanh lợi, tài nữ thơ ca. Lão thay quân, phủ của bà dạy dỗ như thế nào? Ai nấy đều giỏi, bà bảo ta biết. Yeah.